Nghĩa Lệ, Minh Trần, Tracy Nguyễn, Võ Đường, Hoa Răng Quang, Taekwondo, Đặng Nguyễn Đức. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị quan khách. Bên trái quay, bên trước bước. Kính thưa quý vị, môn phái Hoa Răng Quang Taekwondo Đặng Nguyễn Đức, ngoài sự tập luyện môn võ Taekwondo, chúng tôi còn nghiên cứu và phối hợp với các môn võ phái khác như võ thiếu lâm, võ Việt Nam, kickboxing, với ba môn binh khí chính là côn, đao và kiếm, nhằm mục đích tạo cho môn sĩ có tầm hiểu biết sâu rộng hơn để phân biệt sở trường và sở đoản của từng môn phái, để áp dụng câu biết người biết ta trong trận đấu, trong trận thắng. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của võ thuật vẫn là võ đạo, là tinh thần thượng võ. Vì võ thuật ngoài tính chất thể dục, chiến đấu và tranh thắng, võ thuật còn bao gồm tính chất thiền định, triết lý và tâm linh. Sau đây là huấn luyện viên Kim Anh, Huyền Đai Đình Ngũ Đánh sẽ biểu diễn bài kiếm của môn phái Châu Gia Thiếu Lâm. Hiện trạng, chuẩn bị. Sau 36 năm tị nạn cộng sản, người Việt Nam ở mọi nơi trên khắp thế giới
từ thế hệ này sang thế hệ khác, chúng ta luôn luôn cố gắng học hỏi, kiên trì và chăm chỉ làm việc, để ngày nay chúng ta đã thành công một cách mỹ mãn. Tại học đường, các em Việt Nam học rất giỏi. Ngoài xã hội, chúng ta có những chính trị gia, chuyên gia và kể cả các khoa học gia rất nổi tiếng trên khắp thế giới. Thật là một niềm vinh hạnh lớn lao cho tất cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại, xứng đáng là con rồng cháu tiên. Ngược dòng lịch sử, nước Việt Nam đã bao lần bị ngoại bang xâm chiếm. 1000 năm đô hộ bị giặc Tàu, 100 năm đô hộ bị giặc Tây, nhưng dân tộc Việt Nam vẫn giữ được tiếng nói riêng, phong tục tập quán riêng và không bị đồng hóa. Đó là nhờ vào tinh thần võ sĩ đại và lòng ái quốc cao độ, ông cha ta đã giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam. Bài quyền Con Rồng Cháu Tiên sau đây cho các em Huyền Đai sẽ thể hiện tinh thần và sức mạnh của người Việt Nam qua các bài quyền, các thế đá và các thế chiến đấu theo điệu nhạc và lời ca của bài hát Con Rồng Cháu Tiên của nhạc sĩ Trúc Hồ. Nhạc, please. We'll be right back.
Chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị quan khách và xin cảm ơn. Trang! Bên trái quay! Trời bước!